Kính thưa thầy, con có một cô em gái cũng bị ngài phạt. Ngài trói ghi cánh khuỷu tai nhưng không có dây, và trói đầu chặt lắm, không gỡ ra được. Chính miệng cô em con nói ra như vậy. Chúng con là người vô minh không hiểu. Vậy, chúng con tha thiết kính xin thầy giảng giải cho chúng con hiểu rõ. Đáp. Cô em gái của con là người chịu ảnh hưởng mê tín nặng nghe đâu thì dễ tin theo đó có nghĩa là cô em của con rất tin có linh hồn người chết do lòng tin ấy mà tưởng quẩn của cô rất nhạy bén thường hoạt động thay cho ý thức vì thế ý thức thường nhường lại cho tưởng thức làm việc cho nên tâm tính của cô em thường sống trong niềm tin hơn là sống với ý trí phân biệt phán xét Do đó, cô bị tưởng lực của chính cô tạo ra trạng thái như bị trói chặt hai khủy tay của cô. Sự bị trói hai khủy tay của cô em là một trạng thái tưởng của cô em. Và chính cô không những cảm giác và còn thấy mình đang bị trói rất chặt. Mọi người bên ngoài không hiểu tưởng là có. Thần Tàu, bắt phạt cô em của con đã có sự lầm lỗi với ngài. Với trường hợp này xảy ra khiến cho mọi người ai nấy đều tin có thần, thánh, ma quỷ và linh hồn người chết thật sự. Nói chung là nhờ có những trạng thái của tưởng quẩn hoạt động một cách mầu nhiệm mà trí hữu hạn của con người không thấu rõ được. Do đó, thế giới siêu hình mới thành hình. Thế giới siêu hình không thể lấy ý thức mà hiểu nó được không thể phân tích bằng phương pháp khoa học như khám phá phân tích dạng vật bằng phương pháp vật lý hóa học của thế giới hữu hình được. Cho nên, khoa học và trí hữu hạn của con người phải đành bó tay trước những hiện tượng kỳ lạ của tưởng quẩn, tưởng thức. Cái kỳ lạ của thế giới siêu hình, chứ sự thật thì không có kỳ lạ gì hết vì ý thức của con người bị hạn cuộc bởi thời gian và không gian còn tưởng thức thì không bị hạn cuộc bởi không gian và thời gian nên nó mầu nhiệm với ý thức mà không mầu nhiệm với tưởng thức với tâm thức sự linh thiêng của thế giới siêu hình đối với hạng người tin nó có những người không tin thì không có thiên người sống trong trí tuệ ý thức thì không bao giờ tin có thế giới siêu hình là những người sống không mê tín người thường sống trong trí tuệ tưởng thức là người tin có thế giới siêu hình là những người mê tín vì thế một người còn đang sống thì luôn luôn có hai thế giới hữu hình và vô hình còn khi chết thì hai thế giới này cũng không còn một người chết là tất cả đều hết hành động nhân quả hàng ngày đều trả về nhân quả. Và tất cả những hành động nhân quả ấy tiếp tục lại luân hồi, tái sanh, làm chúng sanh khác, thứ hai, thứ ba và thứ vô lượng kiếp. Người nào tin có thế giới siêu hình là người sống trong tưởng thức, phán xét bằng tưởng tuệ, là người không trí tuệ, thường sống trong ảo ảnh, mơ hồ, trừu tượng thiếu thực tế, thiếu khoa học. Còn người không tin có thế giới siêu hình là người sống trong ý thức, người có trí tuệ, người có óc khoa học, thích sống thực tế. Người sống trong tưởng tuệ thường bị người khác lừa đảo, thường sống trong cảnh khổ đau hơn người sống trong trí tuệ. Bệnh tật, tai nạn xảy ra thì những người sống trong tưởng thức khổ đau nhiều hơn người sống trong ý thức người sống trong tưởng thức thường tốn hao tiền của một cách ngu si, tiền mất tật mang. Còn người sống trong ý thức, khó ai lừa đảo họ được. Chính những nhà ngoại cảm, đồng cốt, các tôn giáo và các hệ phái tư tưởng mang màu sắc siêu hình khác nhau đều bị sự lừa đảo của tưởng thức mà họ không hề hay biết. Thần giao